Em chào các bác, lâu lắm rồi thì hôm nay em mới lại lên sóng được với các bác. Thì mong các bác thông cảm giúp em với thời gian vừa rồi. Em Bình cũng bận một chút việc gia đình. Thì cũng không lên sóng thường xuyên được cho các bác. Thì hôm nay em có một chiếc xe khá là đẹp, mà nó rất là hợp lý với các bác ở ít tiền này. Xin thưa với các bác là 135 triệu các bác sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning, số sàn, sản xuất 2011, tên tư nhân biển Hà Nội. Nhưng em cũng xin nhấn mạnh với các bác là cái xe này của em nó là xe dịch vụ taxi ra các bác nhá. Thì với cá nhân mình, với cá nhân em thì từ xưa đến giờ em luôn luôn cam kết với các bác là không kinh doanh những cái dòng xe này. Nhưng mà đôi lúc thì nó hợp lý thì mình vẫn có thể vẫn có nhu cầu. Và mình có đăng bán lên thì mình cũng cứ chia sẻ thẳng thắn và chia sẻ đúng với mục thực chất của chiếc xe, để cho các bác ai mà thích hoặc là ai có nhu cầu thì mua, đúng không các bác? Quan trọng nhất ngày hôm nay em giới thiệu với các bác một chiếc xe Morning. Nó chỉ có 135 triệu mà giá trên thì vẫn còn thương lượng và linh động cho các bác nhá. Và em xin nhấn mạnh lại một lần nữa, chiếc xe này của em nó là taxi dịch vụ ra, nhưng nó còn rất là chất và nó còn rất là đẹp các bác ạ. Nó ra tư nhân từ tháng 7 năm 2019, năm 2017 rồi. Nên là về cơ bản thì các bác với tầm tiền thì em nghĩ là nó cũng hợp lý mà thôi. Nó không có đâm đụng ngập nước hay là nó cũng không có tai nạn nặng. Còn thì va quệt nhẹ hay là sơn si thì không thể nào tránh được đâu các bác nhá. Còn con xe này thì độ rất là nhiều đồ chơi. Ví dụ như 4 quả lốp này bây giờ nó còn rất là mới các bác ạ. Và em bán xe taxi dịch vụ ra thì em cũng cứ nói thật và nói thẳng với các bác, để ai có nhu cầu thì chúng ta mua thôi, đúng không các bác? Chứ mình không giấu giếm làm gì cả. Mục đích kinh doanh của mình là chuyên những dòng xe đẹp và chuyên những dòng xe không taxi dịch vụ. Nhưng mà có những xe như thế bán thì mình cứ chia sẻ thẳng thắn với khách hàng, thuận mua vừa bán các bác nhá. Các bác đừng trách em và các bác cũng đừng ném đá em các bác ạ. Em có sao là em cứ chia sẻ với các bác như vậy. Rồi, chiếc xe này là màu đỏ. Về phần đầu xe thì các bác có thể nhìn thấy là hai cái đèn pha nó vẫn là nguyên zin. Nhưng ở dưới đèn bi gầm này các bác này, họ độ thêm một đôi đèn bi gầm LED. Ánh sáng ban đêm ý, xin thưa các bác, nó cực kỳ sáng các bác nhá. Và cái bộ đèn bi này nó cũng giá trị đâu đó vào khoảng gần 4 triệu đồng. Gần 4 triệu. Bởi vì ra tư nhân mà các bác, đăng kiểm với phí đường bộ của chiếc xe này thì còn đến tháng 10. Tháng 10 năm 2022. Đó. 4 quả lốp còn mới các bác nhá. Các bác nhá, đây này. 4 quả lốp này. Đây các bác nhìn cái vạch tay em, nhìn cái đốt tay em thì các bác cũng có thể nhìn thấy đây. La răng là la răng sắt chứ chưa được lên la răng đúc. Con xe này thì ngày xưa cũng xin chia sẻ với các bác là như này này. Em mua cho ông bạn em. Em mua cho ông bạn em làm cán bộ, ông đi quanh quanh nhưng mà che mưa che nắng. Thì ngày xưa nó là màu xanh của Mai Linh. Nhưng mà em cũng tuyển chọn một cái xe nó phải thật đẹp và nó còn phải chất chất một tí thì lấy cho ông bạn bè đi mà các bác. Thì bây giờ ông có nhu cầu đổi xe rồi thì ông để lại cho em xe này, và em lại có nhu cầu bán cho các bác mà thôi. Đó, các bác có thể nhìn cái phần táp ly của cái cánh cửa phụ này. Ờ thì nó là taxi dịch vụ ra nhưng mà nó còn đẹp, còn chất, vẫn hoạt động, chạy tốt, chạy bền thì chúng ta vẫn mua bán được bình thường các bác nha. Cái xe này thì nó có khoan đục các bác ạ, nhưng mà làm về, trả về tư nhân lâu hết rồi. Có nghĩa trả về bịt bùng với tất cả mọi, bịt hết rồi các bác nha. Đây các bác này, từ những cái cột này cũng bịt hết này, những cái mắt thần này các bác, bịt hết rồi. Em là em cứ chia sẻ thẳng thắn thế các bác ạ, để cho các bác vô tư thoải mái thôi. Đó, phần táp lô các bác nhìn táp lô này. Xe khá là giữ gìn và cẩn thận, đúng không các bác? Xe thì độ rất là nhiều đồ chơi. Đây, em quay luôn cho các bác ghế phụ nha mọi người nha. Cái xe này các bác nào mua về thì em bao dọn dẹp spa sạch đẹp luôn cho các bác. Các bác về lấy về chỉ việc chạy thôi. Tên tư nhân biển Hà Nội. Đây là cái phần táp ly cửa sau này. Bên phụ, loa đài thì hệ thống âm thanh độ nhiều thứ lắm mọi người nhá. Loa các bác nhìn ở trong này. Đó, loa chét, loa trầm, loa chủng các kiểu. Rồi lốp sau, lốp đây này các bác nhìn thấy này là thực tế nhất này. Đấy, lại dính cái gì đây rồi các bác ạ. Đây, 4 quả lốp còn đẹp các bác nhá. Còn về phần đuôi xe thì sao? Đây các bác, 4 cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ, 2 đèn hậu nguyên bản theo xe. Có cả cái gạt mưa sau các bác nhá. Cái này thì khả năng mai kia em bóc bỏ các bác ạ. Em đang để cho thằng cu em nó đi. Che mưa che nắng, bác nào mua thì em xử lý, em sẽ dọn dẹp spa sau. Ốc bản lề các bác nhìn này. Đó, cánh cốp đây các bác nhá.
cánh cốp này, đây là hộc cốp sau này. Các bác nhìn này, đèn này. Đó. Loa chép này. Đây em mở cái lốp sơ cua này các bác này. Lốp sơ cua này. Đây này các bác này, cái màu nguyên bản của nó đây này. Cái màu nguyên bản của nó là màu này này các bác này. Màu xanh này này. Nhưng mà được sơn tùm màu đỏ rồi các bác nhá. Đó. Chi tiết nhựa ở trên xe các bác nhìn khá là mới. Đây. Sạch sẽ, trần là lại còn là trần nỉ nguyên bản chứ không phải là trần bọc lại hay là gì đâu các bác nhá. Nỉ nguyên bản các bác ạ. Đó, đấy. 135 triệu các bác nhá. Bác nào thích kết thì cứ alo cho em bớt cho. Hoặc là em bao làm đẹp cho các bác đi. Lốp sau bên lái này. Đấy nhá các bác nhá, thực tế ạ. Rồi tiếp tục này. Đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai các bác, đợi em xíu em giật cái ghế này lên một tí. Ghế này lên một tí cho nó rộng rãi này. Đây là hàng ghế thứ hai các bác này. Táp ly cửa sau bên lái này. Táp ly cửa sau bên lái em vào trong luôn này. Đó. Đây các bác, nội thất đây. Cho quay luôn cho các bác nội thất này. Nó là taxi dịch vụ ra nhưng mà xe nó phải chất các bác ạ. Thì cũng mới bán, còn đâm đụng ngập nước rồi thì em không bán đâu. Em bỏ qua, còn thì đã dịch vụ taxi rồi thì không thể nào tránh được. Ồ, va quệt nọ, va quệt nhẹ nhẹ này hay là cái nọ, máy móc sửa chữa cái nọ, sửa chữa cái kia các bác nhá. Nó không thể nào zin tuyệt đối 100% được đâu ạ. Nhưng các bác nhìn này. Táp ly này. Từ những cái cánh điện này. Có nghĩa là cái xe này các bác máy linh nhưng mà người ta giữ gìn. Giữ gìn cẩn thận. Đây, táp ly cửa lái này. Các bác nhìn bốn cái kính điện này. Nếu mà xe mà không giữ gìn thì bốn cái kính điện này làm sao nó còn được đực như này, đúng không các bác? À, bậc lên xuống, ghế lái, vô lăng củ số. Đây các bác nhìn chân côn này. Các bác ơi, nếu mà xe mà chạy nhiều chạy nát rồi ấy, cái chân côn nó nát bét rồi. Nhưng con xe này nó còn chất, bởi vì ngày xưa em mua cho người quen mà. Em mua cho người quen thì em cũng phải tuyển chọn, nó cũng phải đẹp đẹp một tí. Đẹp đẹp một tí. Loa chét này, cảm biến áp suất lốp này, cảm biến lùi này, kính HUD này. Đó, cảnh báo cảnh tốc độ này. Vô lăng củ số, điều hòa cơ, đề nổ start top điều khiển từ xa mọi người nhá. Đề nổ start top này, những cái bộ chân côn rất đẹp. Đó, củ số đã được thay cái củ số khác. Phanh tay. Màn hình. Đó, các bác ơi, trần nỉ này. Trần nỉ nhá. Trần nỉ nguyên bản nhá, đèn đóm này. Rất mới. Đó, trần nỉ này. Gương. Em vào khoang máy cho các bác. Đây máy đang nổ luôn mọi người nhá. Máy đang nổ luôn ạ. Các bác đợi em xíu nhá. Để mà nói máy zin tuyệt đối 100% thì xin thưa với các bác là không có. Mà cái quan trọng là cái xe máy này của nó còn chất hay là không chất mà thôi. Đây máy đang nổ. Em có thể cho các bác nhìn thấy máy đang nổ nhá. Đó. Rất êm ái, rất nhẹ nhàng, máy không lọc cọc và máy không rung, không lắc mọi người ạ. Không hề rung, máy rất ổn định và kể cả là hệ thống gầm từ rô tuyn hay là thước lái, mọi thứ em đều đảm bảo được cho các bác. Các bác có thể nhìn trực tiếp đây. Máy đây. Cabo này. Xe không có đâm xô tai nạn các bác nhá. Còn đi để mà nói zin tuyệt đối là không có, cũng phải chia sẻ thẳng với các bác là như vậy. Zin tuyệt đối là không có nhưng quan trọng là không đâm đụng. Không tai nạn. Đây các bác nhìn này, nếu mà dọn cái máy lên thì này nó cũng khá là sáng. Máy chất, máy rất chất mọi người nhá, bởi vì máy em đang nổ. Đây các bác nhìn này. Các bác thấy không ạ? Rất là ok đúng không mọi người? Rồi, thì bác em quay nhanh vậy thôi. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Bình theo số điện thoại em để ở phần mô tả. Em xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.